Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi cái đầu tiên của tập này có mã số là 781. 781 là một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này form thiên nhiên luôn nha. Có một cái có một phía tán nó bay qua một bên cũng rất là duyên luôn. Cây này là hoành 21, cây cao là 58. Bầu đất là 32. Cây này giao lưu là 450k bao ship luôn nha. Nó có một cái tán thiên nhiên bay ra rất là duyên luôn. Bay qua một bên luôn nha. Rất là duyên. 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 782. 782 là một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên. Chi tàn rất là già luôn nha. Cây này thì chung cốt luôn. Thân nhỏ này là chung cốt luôn nha. Cái này là đường kính là 20. Đường kính 20 thì hoành có gần 50, tầm 45. 45 50 nha. Cây này thì cao là 2 nè. 4 nè, 6 nè. Cây cao là 80. Tán rộng là 2, 4, 6, 8, 10. Tán rộng là 100, tán rộng là 1 mét. Cây này liền cốt luôn. Cây này về mình lên cái chậu nữa là ok luôn nha. Cây rất là lực cây luôn. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.300k bao ship luôn. 1.300k bao ship. Cây này bầu đất ở tầm 40. 300k bao ship. Rồi mình qua mặt kia luôn nha. Đây. Chung cốt luôn. Một ngàn 300k bao ship. Cây rất là già. Cẩm thị tàn rin thiên nhiên luôn nha mà. Rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 783. Là một cụm rừng cẩm thị liền cốt luôn nha. Cụm này 2 đến 3 người khiêng, tầm 2 người khiêng. Cây này cũng rất là nặng. Cụm liền cốt luôn. Thân thì chắc cỡ tầm hoành 25. Cây này thì có số đo là hoành là 118. Cây cao là 80. Bầu đất là 60 x 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2.000k bao ship luôn nha. Cây này về mình phân tán rừng thiên nhiên rất là đẹp. Liền cốt luôn. Đây là một cụm liền cốt luôn. Không rời chỗ nào luôn nha. 2.000k bao ship. Rất là đã luôn, rất là đều luôn. Đây, rừng rất là đều. 783, 2.000k bao ship. Là một cụm rừng cẩm thị liền cốt luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 784. 784 là một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên. Chi tàn rất là già luôn nha. Cây này thì cái lá nó đã già quá rồi. Cái này về mình tuốt bỏ cái lá rin này đi. Nó quá già rồi. Mình tuốt bỏ đi. Cho nó ra cái lọc mới nó sẽ đẹp hơn luôn nha. Cái tay bay này nó cũng rất là già. Nó có một cái này như là nó bị...
giống như là nó rời, nhưng mà cái cành, cái thân này mình có thể mình bỏ luôn cũng được, hoặc là mình thích thì mình để luôn đó, tại vì nó không có ăn liền với lại cái thân chính đó. Còn cái phần còn lại thì nó vẫn cây liền bình thường. Thì đường kính cái này, đường kính thì cái này có tầm 4, tầm 20, đường kính 20 thì cái hoàn có tầm là 40 mấy. Cây này cao là 2 4 6 8, cây cao 80, tán rộng là 2 4 6 8, tán rộng là 100. Bầu đất thì cũng có tầm 35 nha mình. Cây này dọn vườn là 1000k bao ship luôn. Dọn vườn giao lưu nhanh là 1000k bao ship, rất chi là mềm luôn. Cái này về mình tút hết lá rin đi nha, cho nó phát lại cái ấy, nó như ấy hơn. Cái này là lá nó già quá rồi. Này, liền cốt luôn. Cái này về mình chỉ cần thêm chất trồng là ok luôn nha. 1000k bao ship dọn vườn luôn. Mã số là 784. 1000k bao ship là một cây cẩm thị tàn riêng thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 785. 785 là một cây cẩm thị tàn riêng thiên nhiên, chỉ tàn rất là già luôn nha. Lá này thì nó cũng đã già rồi, nó muốn thay rồi. Về mình có thể mình tuốt bỏ đi nha. Tút bỏ đi cho nó lên cái lọc mới, nó sẽ khỏe hơn luôn. Cây này thì đường kính là 20. Đường kính 20 nhưng mà có ngó bộ nó rất là to, hoành tầm 50 nha. Cái này là bầu đất là cỡ tầm 40. Cây cao là 2 4 6 70. Cây cao là 70, tán rộng là 2 4 6 8 10. Tán rộng là 1 mét. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1200k bao ship luôn nha. Cây cốt rất là to, bầu đất rinh chắc chắn luôn. Bảy tám năm đây, chị tàn rất là già luôn, nhưng mà về mình tuốt hết cái lá rinh này đi cho nó khỏe cây nha. 1200k bao ship luôn. Nhà mình xem tham khảo ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 786. 786 là một cụm cẩm thị thiên nhiên liền cốt luôn nha. Cây này ở phần cốt chính là nó lên dạng cụm, nó có cái tàn ngã ra, có cái tàn bay ra. Cây này có hoành là 100, cây cao là 90, tán rộng là 150. Bầu đất có đường kính là 50 luôn nha mình. Cây này nhà vừa xin giao lưu là 2500k bao ship luôn. Cây lá này thì nó chuẩn bị thay lá rồi nha, nên là về mình tuốt bỏ luôn đi, mình tuốt cái lá già này luôn đi cho nó thay lại cái lá mới cho nó đẹp hơn luôn nha mình. Đây cái bộ tán của nó ra đây. Tán rộng là 150. Cây này 2500k bao ship luôn nha mình. Cây rất là khủng luôn. 2500k bao ship. Là một cây cẩm thị phong thiên nhiên liền cốt luôn. Liền cốt luôn nha. Đây, tán nè. 2500k bao ship, cây này hai người khiêng. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 787. 787 là một cây cẩm thị tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn nha. Cây này chi tàn rất là già, về mình lên cái chậu nữa là ok thôi. Cây này nó ở lên trên nó có 3 thân lớn là liền cốt luôn nha mình. Cây này cây liền cốt luôn. Rồi cây này có số đo là hoành 65. Cây cao là 75, tán rộng là 100, bầu đất là đường kính là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1400k bao ship luôn nha. 1400k bao ship là một cây cẩm thị tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn. 1400k bao ship, này chi tàn đã luôn, xanh mượt luôn.
1.400k bao ship luôn nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Rồi chốt nhanh 1.350k bao ship luôn nha mình. Nhưng mình xem tham khảo anh ấy ủng hộ luôn. Cây chi tàn rất là già, dày luôn. 1.350k bao ship, mã số là 787. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 788. 788 là một cây kim tiền lũ thép. Cây kim tiền lũ thép luôn nha. Ở bên cái thân này là thân khô lũ rồi. Thân này thân khô rồi. Lũ thép âm thân luôn, ở dưới lên trên luôn. Còn lại thân sống ở phía sau này với lại thân này là thân sống, bên thân này là thân khô rồi nha. Thân này thân lũ, thân này thân khô. Cây này thì có bầu ươm là cỡ tầm 40, đường kính thân là 20. Cây này có chiều cao là 2, 4, 60. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship là một cây kim tiền lũ thép âm thân luôn. 350k bao ship. Kim tiền hay còn gọi là đồng tiền, vảy ốc, thanh ốc, sam trâu cũng là nó luôn nha. Cây lũ rất là đã luôn. 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 789. 789 là một cây kim tiền form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây này đường kính cây này hoành chắc tầm 40 hơn, tầm 45 nha mình. Cây cao là 2 này, 4 này, 60. Bầu ươm là 40. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn nha. Kim tiền. Cây này đế cũng nở nè. Đế nở luôn. 350k bao ship. 789. Bao ship là một cây kim tiền sống khỏe luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 790. 790 là một cây kim tiền lũ thép âm thân, đến nở vú ngọn luôn. Lũ thép rất là đẹp. Cây này rất là ok luôn nha. Cây này hoành chắc tầm 40. Cây cao là 2, tầm 50. Bầu ươm là cỡ tầm 35. Cây này đế nở vuốt ngọn, cây này mình làm bonsai rất là ok luôn nha. Cây này nếu mà mình làm bonsai thì mình có thể mình phế thằng này đi nè. Mình sẽ lấy thằng đây thằng đỉnh nè. Và mình lấy từ thằng đây là cũng rất là ok luôn. Đó. Rất là đẹp. Cái này mình làm cây đại khái như mình nói là cây bài đó. Là ok luôn. Nè. Đế lên nè, bắt đầu. Nó mình lấy thằng đỉnh ở đây và thằng đây mình bỏ luôn. Mình bỏ hoặc là mình để lũ cũng được, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Cây này rất là tương lai luôn nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn. 400k bao ship. Cây này phôi rất là tương lai. Phôi này mình làm bonsai đâu hơi bị tuyệt vời. Đến nở vuốt ngọn luôn. Lũ nữa chứ. Cây mà có lũ là hơi bị tuyệt vời rồi. 400k bao ship. Mã số là 790. Rồi cái này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.